Quý vị đang lắng nghe chương trình Bước với Chúa được thực hiện bởi Hội Thánh Giêsu Christ. Mong muốn rằng mỗi bước đường trong cuộc sống của chúng ta đều có Chúa đi cùng. Đánh rơi 50.000. Một hôm, đang đi trên một con đường, một người đàn ông bỗng nhìn thấy trên cột điện có một mảnh giấy viết mấy dòng chữ. Tò mò, anh ta đến gần để đọc, thì thấy nội dung thế này: hôm qua, tôi có đánh rơi tờ 50.000 trên con đường này, nhưng vì mắt tôi không nhìn rõ nên không thể tìm ra nó. Vì thế, nếu ai có nhìn thấy thì hãy cho tôi xin lại nhé. Đây là địa chỉ của nhà tôi. Sau khi đọc xong, người đàn ông nghĩ 50.000 chẳng phải là số tiền lớn. Nếu ai đó đánh mất có 50.000 thôi mà còn phải cất công viết lên cột điện để xin lại, thì có lẽ là đối với họ đây là số tiền rất quan trọng. Có lẽ họ không may mắn có được một cuộc sống dễ dàng. Chính vì thế, người đàn ông đã tìm đến đúng địa chỉ, đã ghi trên cột điện rồi gõ cửa. Ra mở cửa cho anh là một bà lão mù lòa. Sau khi hỏi han, anh biết rằng bà lão chỉ sống có một mình trong ngôi nhà này mà không có chồng hay con cháu gì. Bà ơi, cháu nghe nói bà đã đánh rơi một tờ 50.000. Hôm nay cháu nhặt được nó nên đến để đưa lại cho bà, người đàn ông cất lời. Bà lão vừa nghe nói như thế, đôi mắt lại rưng rưng muốn khóc. Sau đó, bà từ từ nói với anh: từ hôm qua đến bây giờ đã có gần 10 người tìm đến nhà tôi, ai cũng nói như anh. Tôi không hiểu chuyện này là sao. Tôi không biết chữ, mắt cũng gần như mù lòa, chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi cũng không đi ra đường để mà đánh rơi tiền. Thế nhưng lại có ai đó viết rằng tôi đánh rơi tiền ở giữa đường. Ban đầu có người nói như vậy với tôi, tôi còn không tin. Nhưng cả chục người tìm đến đây, hết người nọ đến người kia nói với tôi cùng một câu như anh, thì tôi đã hiểu ra rồi. Có người tốt bụng nào đó thương cái thân già này nên đã viết như vậy. Nhưng tôi cũng không ngờ là trên đời này lại có nhiều người tốt đến thế. Vừa nói, bà lão lại vừa khóc, nhất định không nhận tiền của người đàn ông. Thế nhưng người đàn ông cũng nhất định không chịu rời đi. Cuối cùng, bà lão đồng ý nhận số tiền nhỏ bé và cảm ơn anh ta, kèm theo một điều kiện là anh ta phải vứt mảnh giấy dán trên cột điện kia. Người đàn ông đồng ý. Xong khi quay lại chỗ cây cột điện, anh ta bất ngờ nghĩ: hẳn là khi nhận tiền, bà lão mù cũng đã yêu cầu tất cả mọi người phải vứt tờ giấy đó đi, xong nó vẫn cứ ở trên đó. Vậy thì sao mà mình phải vứt chứ? Rồi vừa đi, người đàn ông lại nghĩ tới người đầu tiên đã viết những dòng chữ trên cột điện. Người đó mới thực sự là ân nhân của bà cụ, cũng là ân nhân của anh và những người khác. Người đã giúp họ có cơ hội để giúp đỡ một người đang cần đến nó, và cho mọi người thấy rằng cuộc đời này thực ra vẫn còn rất nhiều người tốt. Cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Giúp đỡ ai đó không phải là điều gì đó quá lớn lao. Đôi khi không hẳn thể hiện sự giàu có bằng tiền bạc, mà đơn giản chỉ là bày tỏ tấm lòng và hỗ trợ trong khả năng có thể. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta không sống một mình, chúng ta sống với mọi người xung quanh. Sức mạnh của nhiều người là sức mạnh không gì bẻ gãy được. Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 20 câu 35 có nói: tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu có phán rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Khi bạn làm một điều tốt như giúp đỡ người khác, bạn sẽ thấy vui vì mình làm theo lời Chúa dạy. Giúp đỡ họ tức là bạn đang mang lại phước hạnh cho chính mình. Giúp đỡ người khác là kết nối với nhiều người, tạo nên sự biết ơn và tình bạn. Hãy chân thành giúp đỡ khi điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Sống một cuộc đời theo cách riêng của mình thật dễ, song để sống một cuộc đời đẹp ý Chúa và ích lợi cho người khác thì không dễ chút nào. Bản tính của con người thường là kiêu ngạo và ích kỷ. Chúng ta thích nghĩ rằng mình quan trọng và phải được nhận chứ không cần phải cho đi. Ngoài những món quà vật chất, chúng ta thích được nhận tình yêu thương mà không phải yêu thương, nhận sự kính trọng mà xem thường người khác, nhận sự tha thứ mà chẳng tha thứ cho ai, nhận lời khen ngợi mà luôn chê bai chỉ trích người khác. Hãy xét lại lòng mình và xin Chúa giúp cho chúng ta biết sống một cuộc đời ban cho theo ý muốn Ngài, và sẽ được phước hạnh bội phần hơn. Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng tất cả những gì con có được
tinh thần cũng như vật chất đều là của Chúa ban. Xin cho con luôn biết quảng đại để trao lại cho những ai cần đến con giúp đỡ. Xin cho con được niềm vui mỗi khi con mở rộng tấm lòng để ban tặng cho người khác, vì biết rằng con sẽ được nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.